Hi, chào bạn. Chúng ta quay trở lại với mình. Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn xem sau chắc cũng phải 3 tháng. 3 tháng hơn các bạn. Mình cũng không có tính chính xác nhưng mà khoảng tầm hơn 3 tháng thì một cặp full red mình mua làm giống các bạn. Thì hồi đó mình mua cũng tầm 200 mấy 300 ngàn gì một cặp luôn các bạn. Thì sau một sau hơn 3 tháng thì bây giờ cái bầy con của nó là lớn lên rồi, bố mẹ nó thì chết rồi bạn, nhưng mà nó còn bầy con thì mình cho ăn cám hoàn toàn luôn nha, 100% là cám inve luôn ha. Có nghĩa là không có, thứ nhất là không có oxy, không nuôi oxy, không có nuôi thức ăn tươi, không nuôi bo bo hay là trùng gì hết, 100% là cám, mà cám đây là cám inve luôn, và thêm nữa là không có sủi oxy luôn. Có nghĩa là để cho các bạn thấy được á, là đối với những cái dòng BDS, những cái dòng mà vây lưng hay là đuôi gì đó và mắt đỏ nữa, thì mình không có nuôi ở trong oxy, mình không có tạo dòng, mình không có không sủi oxy, không tạo dòng, không cho thức ăn tươi, thì nó sẽ như thế nào, nó có như lời đồn hay không. Tại vì nhiều anh em cứ đặt ra một cái câu hỏi là những cái dòng như vậy đó thì phải sủi oxy đồ, phải này kia để cho nó ăn thức ăn này kia rồi cho nó lên đồ này tùm lum hết. Thì mình sẽ cho anh em xem thử cá của mình nuôi thuần nha, nuôi thuần cám và nó sẽ như thế nào, mình cho anh em xem. Đây đây anh em, đây là bầy full red của mình. Thì hiện tại ở trong này á, đã mình đã được bữa có bạn vô chơi với mình có bán đi một ít rồi, cho nên là số lượng nó còn đây. Và hồi trước mình quay một cái video mà bỏ cá ở đây thì 49 con, nhưng mà mình chưa có đếm lại nữa, nhưng mà mình thấy nó cũng không có chết bao nhiêu hết anh em, nó lên cũng khá là đều. Đây là từ một mẹ đẻ ra ha anh em ha, và mình cho ăn là chỉ có cho ăn cá inve này thôi. Thì anh em hãy nhìn cái thành phẩm này, việc đầu tiên là anh em nhìn top view đi, thì cá lên rất là đều luôn. Và hình như là cái tỷ lệ mà mít thì rất là ít, nó nên là cái bộ giống này khá là tốt, mà mình tiếc là không có, không còn được con bố mẹ thôi, nó đẻ được có đúng một lứa rồi nó chết mất, cho nên là nó không còn được bố mẹ thôi. Nhưng mà cá lên rất là đẹp, rất là đều luôn này anh em thấy không đó. Thì cho anh em xem để anh em đánh giá, và nhiều anh em rất là ngại cái vấn đề mà nuôi nuôi những cái dòng side view mà phải nuôi không có oxy hay này kia thì nó như thế nào. Thì đó mình sẽ cho anh em xem thấy không. Rồi bây giờ mình sẽ xúc nó lên bằng cái khay, cái sâu mình sâu cho anh em xem. Thì đó, múc đại con này đi để cho anh em xem. Nhiều anh em rất là ngại ha, ngại cái vấn đề mà không biết nuôi full red thì không sủi oxy, không nuôi hồ kính thì nó ok hay không. Thì rất nhiều anh em đặt cái câu hỏi như vậy, thì hôm nay mình sẽ cho anh em xem luôn. Mình cứ xúc cá trống ha, tại vì đối với full red thì chủ yếu ha, chủ yếu là mình chơi cá trống, cho nên là mình sẽ vớt cá trống. Bây giờ là tới giờ ăn á, cho nên là tụi nó đang rất là sung luôn. Có một vài con, có một con mà ruột đỏ âu luôn anh em ơi. Có một con mà nó nhỏ đẹp à, con này nè. Có trong bầy nó có một con như thế này mà mình không biết là nó bị cái gì. Nó nghĩa là hình như là con trống nhưng mà nó không có lên màu hết. Đây cho anh em xem, rất là đẹp luôn anh em. Thì để đánh giá thì cái bộ của cái bạn này cá rất là chuẩn ha. Này mình sẽ quay gần lại cho anh em xem. Đó, vây lưng của nó cao thấy không. Thì con bố mẹ của nó cũng vậy đó anh em, con bố mẹ của nó cũng vây lưng cao lắm, vây lưng cao BDS mà, full red BDS mà. Đó anh em thấy không, rất chi là ok luôn. Thì minh chứng cho một điều á, là khi mà chúng ta nuôi bằng cám không sủi oxy, nhưng mà mình cũng nói luôn là lúc trước mình có nói cho anh em là vì sao mình nuôi cá ở trong cái chậu này á, là cái chậu này thứ nhất là nó sâu nè, nó cao, nước nó nhiều, thì cá nó bơi lên bơi xuống nó vẫn khỏe nha. Nó không lên nét nè, nó vẫn khỏe ha. Full red thì body nó không có lực, nhưng mà mình thấy
cái tụi này nó vẫn khỏe lắm, nó bơi rất là linh hoạt luôn. Nói con ở giữa màn hình anh em thấy không, quay lưng rồi. Nói chung á, tỷ lệ mà lên vây lưng cao là rất là nhiều luôn đó, thấy không, để anh em đánh giá. Thì với cái nội dung video ngày hôm nay thì để anh em biết được là anh em cứ tự tin ha, đừng có nghe trên mạng đồ nhiều đồ này kia rồi mới đi sắm sửa mua đồ lung tung các thứ à. Cứ cám inve được, cám gì cũng được, cứ cho ăn một cách bình thường thôi đó, thì cá nó vẫn lên đẹp này. Nó mình thấy đó, rồi cho anh em dễ coi đó, như vậy đi ha, như vậy cho anh em dễ xem ha, chứ tại vì cái điện thoại mình quay gần lại nó không có lấy nét, nó ao nét đó. Rồi mình đã lấy vô trong cái chậu rồi nè, rồi thấy không đó, thì anh em nhìn màu đỏ đẹp không đó, thì cho anh em xem tổng quan luôn là cái chậu mình nuôi trong chậu xi măng này, chậu xi măng nuôi thì rất là tốt luôn anh em đó, thấy không đó, cá lên rất là đẹp luôn. Bữa trước mình cũng vớt đi 5-6 cặp gì á, bán cho người ta rồi, nên là đợt này cũng còn vẫn còn. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là mình đang chưa biết được, là một bầy đẻ ra rồi anh em, nó bây giờ tụi nó bầu với nhau thì nó trùng huyết thì nó sinh đời con ra thì như thế nào thì mình chưa biết. Thì cái hồ này mình để test thử luôn, mình sẽ cho nó sinh sản ở trong này luôn và để xem ở cái đời con của nó ra thì sẽ như thế nào, nó có bị tật nguyền gì không ha anh em ha. Đó thì cái nội dung video ngày hôm nay là nó là như vậy đó, nó là để cho anh em thấy được là nuôi full red, cho ăn cám hoàn toàn không sủi oxy ha, đó nuôi bình thường thôi mà nó lên nè, rất là đẹp luôn màu sắc. Cho nên là cái bộ gen nó rất là quan trọng nha anh em ha. Nhiều người cứ phải kích nè, kích màu nè, rồi cho ăn được ăn tươi nè, rồi cái gì bú xua các kiểu ông đã điều hết, nhưng mà chưa chắc ha, chưa chắc nó đã tốt đâu ha, chưa chắc. Nói chung là có thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà đặt một cái vấn đề là nếu anh em không có, anh em ở trong huyện trong đồ không có thì vẫn có thể xử lý bằng cách cho ăn cám ha. Cá lên rất là đẹp luôn. Thì cái bầy này mình để test cho anh em xem, cho nên là sau chắc khoảng tầm 3 tháng á thì mình quay lại cho anh em xem này, 2 tháng mấy 3 tháng gì đó thì quay lại cho anh em xem để cho anh em đánh được cái giá là nó như thế nào, nhiều con vây lưng cao không. Nếu như ha có thể thì chúng ta vẫn có thể là cho thúc đồ tươi vô thì nó sẽ nhanh hơn, và nó cái vây lưng của nó gọi như là nó dày hơn. Nhưng mà mình theo mình thấy đánh giá thì nó chỉ chậm hơn một chút xíu thôi, chứ mà ăn cám thì nó vẫn rất là ok luôn, cá vẫn lên đẹp màu đỏ tươi, cá lên vây lưng đuôi rất là đẹp luôn, nó không có vấn đề gì phải lo ngại hết. Đó cho anh em xem ngắm một chút xíu đó, đó anh em nhìn cái hồ của mình này, mình trồng cây thủy trúc này, trồng cây thủy sinh, không có phân nền, không có gì hết, cứ vậy mà ấy thôi, cá rất là khỏe luôn. Bây giờ mình sẽ cho tụi nó ăn cho anh em thấy. Đó, về đi, nhiều con bầu rồi anh em, như có mấy con cá mình nuôi này, nó rất là dạng luôn đã. Nè có mấy con này chắc bầu này. Đó, bầu đó, giờ mình sẽ cho nó ăn rồi nha. Con nào vậy thôi, cái này bỏ đây à, thấy không, em thấy không, ăn phải ra để xem thử coi, để xem thử coi nó đẻ ra như thế nào. Thì tại vì nếu mà người ta cho lai cận huyết á thì nó sẽ tốt lên cho cái bộ cá ha, nhưng mà nó vẫn đặt cái vấn đề là nó dễ bệnh và dễ tật lỗi tật này. Cho anh em xem những con mà nó sắp đẻ này đây. Thường á là những con mà cá mà sắp đẻ nó sẽ đúp này đó, anh em thấy không, đó là những con mà có dấu hiệu là sắp đẻ đó, đó là cái gì đó, thấy không. Thì những con sắp đẻ thì nó sẽ núp ở dưới đó, những con sắp đẻ là nó sẽ chui dưới đó để nó đẻ đó. Dưới này mình có những cái tảng đá đồ này kia này, mình hy vọng rằng á nó đẻ thì con sẽ núp ở dưới đó thì nó sẽ không bị ha, không bị những con cá khác ăn ha. À, chưa gì quay đi quay lại hết mất à, có gì đâu chưa, nên là anh em cứ mạnh dạn nuôi. Nhưng mà rút đi một cái kinh nghiệm là ví dụ ha, sợ này anh em nuôi giống mình đi, anh em nuôi cũng nuôi phun rác giống mình đi, nhưng mà mình khuyên ha, khuyên thật lòng là anh em nên mua hai cặp. Khi hai cặp nó đẻ ra rồi nó sẽ trộn lẫn với nhau á thì nó không bị trùng huyết ha.
hai, ít nhất là hai cặp, không thì ba cặp cũng được. Chứ như mình mua đúng một cặp về xong rồi một con chết, còn con còn lại không biết làm gì hết. Cái thứ hai nữa là khi một bầy đẻ ra bây giờ nó lai với nhau thì nó lộn xì ngầu trong này hết không. Cá rất là đẹp luôn anh em. Này là mình để ngắm thôi nha, mình không có bán ha anh em ha. Nên là nhiều anh em có hỏi nhưng mà mình không có bán, tại không có bán trên mạng ha. Đó, cá rất là đẹp luôn, nó đỏ. Tất nhiên là nuôi hồ kính thì nó sẽ sâu ra được cái vẻ đẹp của con phun rét, nhưng mà không vì vậy mà nó mình nuôi trong này nó không không nó không đẹp ha. Rất là đẹp luôn anh em. Nếu mà mấy cái cặp này mà mua thì nó mà trưởng thành lên một tí xíu nữa đầy đủ hết luôn á thì cũng cả 100.000 cặp anh em. Tại vì người ta bán cho mình mà cặp cá mà đẹp nhất á thì 250 rồi. Đó. Rồi, ok anh em, thì đó là để cho anh em xem và anh em đánh giá ha. À, cứ mình dạng mà nuôi à, không cần phải màu mè hoa lá cành, phải hồ kính này, phải sủa oxy hay là cho thức ăn tươi gì cả ha. Cứ mình dạng mình nuôi cho ăn cám không cũng được, nuôi không cần oxy cũng được đó, như mình test cho anh em xem rồi đó. Rồi thì cá rất là đẹp luôn, rất là đều luôn, mà cái này là một phần do cái giống rồi nha anh em. Cái bộ giống của bạn này rất là tốt này. Rồi hẹn anh em vào những video lần sau và chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha. Nhớ đăng ký kênh, like ha, bình luận cái kênh like. Rồi anh em con này bầu rồi này, wow. Rồi đợi những clip sau để xem thử bầy này nó đẻ ra thì nó sẽ như thế nào ha, nó bị tật nguyền gì, lỗi gì không ha. Rồi bye anh em.